Chào các bạn đến tin nhanh 24/7. Cận cảnh Honda Vossa 300 Limited Edition 2020 chính thức được ra mắt. Honda châu Âu vừa chính thức ra mắt cái phiên bản giới hạn Honda Vossa 300 cái bản năm 2020. Và trong clip hôm nay, chúng tôi cùng các bạn hãy xem cái phiên bản đặc biệt này có những gì khác nhiều so với phiên bản thông thường. Theo một số thông tin và chúng tôi đã nhận được thì cho thấy cái chiếc Honda Vossa 300 Limited Edition cái bản 2020 với cái tông màu xám bóng, điểm nhấn với logo màu đỏ của Honda phía trước và sau xe với cái số 300 ở bên hông xe, cùng với việc sử dụng những cái đường chỉ màu đỏ trên yên và đề can cái viền mâm tạo nên cái sự hài hòa cho cái phiên bản mới này. Tuy nhiên, thông số kỹ thuật của cái chiếc Vossa 300 Limited Edition 2020 vẫn giống như bản thông thường, đó là ứng dụng cho mình cái có động cơ sinh đơn 279cc SOC làm mát bằng nước, cái công suất đa là 28.4 mã, cái công suất đa là 24.8 lực tại vùng tua là 7.000 vòng trên phút, mô men xích đại 27,25 Nm tại vùng tua là 5.750 vòng trên phút. Trang bị cho mâm trước là 15 inch, phía sau 14 inch. Phanh đĩa trước là loại phanh đĩa đơn 256mm, hoạt động với phanh phía xin. Trong cái phía sau ở dụng phanh đĩa đơn 240mm, trang bị sẵn ABS 2 kênh làm tiêu chuẩn. Trong khi màn hình hiển thị là dạng kỹ thuật số kết hợp cùng với analog. Các tính năng khác bao gồm trang bị hệ thống traction control hiển thị hoặc cái nút bấm ở bên công tắc trái. Cùng với đó là được xem cái lần đầu tiên Honda lắp đặt cho cái mẫu tay ga này, hệ thống này. Một cái điểm nhấn ấn tượng khác đó chính là hệ thống cái kính đánh gió trên chiếc Vossa 300 2020 có thể điều chỉnh cái độ cao thấp, hệ thống chiếu sáng cái đèn LED toàn diện hơn. Smart Key, cốp xe có diện tích rộng, có thể chứa được đến là 2 cái nón bảo hiểm 3 phần tự động. Hiện tại thì cái bản Honda Vossa 300 Limited Edition 2020 chỉ vừa được giới thiệu tại châu Âu nhưng chưa có mức giá bán chính xác và không rõ khi nào được phân phối tại trường Đông Nam Á vào thời điểm tới hay không. Mọi thông tin mới nhất sẽ chúng tôi liên tục cập nhật clip tiếp theo, các bạn chú ý đón xem nhé. Cảm ơn các bạn theo dõi clip này, để tiếp nhớ like, share, subscribe.